Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Dương Thị Anh Thư, sinh viên lớp IS K43. Hôm nay mình xin trình bày một chuyên đề về ngôn ngữ, đó là tiếng Việt có thuộc ngôn ngữ môn Khmer hay không? Ngôn ngữ là một trong những thành tựu sáng tạo rực rỡ nhất của xã hội loài người. Ngôn ngữ ra đời dựa trên quá trình lao động và nhu cầu giao tiếp lẫn nhau giữa con người. Mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng, đây không chỉ là kết quả của sự sáng tạo mà còn mang một sắc thái về văn hóa. Vậy, đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi rằng ngôn ngữ của chúng ta, tiếng Việt, có nguồn gốc từ đâu? Bạn có biết ngôn ngữ Môn Khmer là gì? Và tiếng Việt có liên quan gì với ngôn ngữ Môn Khmer hay không? Để làm rõ luận điểm trên, cùng mình điểm qua một số vấn đề như sau. Thứ nhất, ngôn ngữ là gì? Thứ hai, tìm hiểu về khái niệm ngữ hệ. Thứ ba, hệ ngôn ngữ Nam Á và ngữ hệ Môn Khmer là gì? Thứ tư, tìm hiểu về nguồn gốc của tiếng Việt, điểm qua một số luận điểm và đưa đến kết luận. Đầu tiên là khái niệm ngôn ngữ. Đây là hai bức tranh. Thứ nhất là thể hiện lời nói, một thể thức của ngôn ngữ. Thứ hai là biểu trưng của hình viết. Và đó là chữ hình nêm, dạng thể thức đầu tiên được biết đến của ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là một hệ thống giao tiếp có cấu trúc được sử dụng bởi con người. Cấu trúc của ngôn ngữ được gọi là ngữ pháp. Còn các thành phần tự do của nó được gọi là từ vựng. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp chính của con người, có thể tồn tại ở dạng lời nói, ký hiệu hoặc chữ viết. Định nghĩa thứ hai về ngôn ngữ được cho là ngôn ngữ là một hệ thống những đơn vị vật chất phục vụ cho việc giao tiếp của con người và được phản ánh trong ý thức tập thể, độc lập với ý tưởng, tình cảm, nguyện vọng cụ thể của con người, trừu tượng hóa khỏi những tư tưởng, tình cảm và nguyện vọng đó. Cùng mình đi đến khái niệm về ngữ hệ. Ngữ hệ là một nhóm những ngôn ngữ có nguồn gốc lịch sử trên cơ sở các đặc điểm chung về ngữ pháp, hệ thống từ vị cơ bản, thanh điệu và ngữ âm. Ngữ hệ gồm nhiều ngôn ngữ phát sinh từ một ngôn ngữ gốc. Thứ hai, các ngôn ngữ có chung hệ thống ký hiệu, quy tắc kết hợp, âm tiết. Và cuối cùng, liên quan mật thiết đến nguồn gốc tộc người và kéo dài hàng vạn năm. Đây là sơ đồ phân bố các ngữ hệ trên thế giới. Ở khu vực châu Á và ngữ hệ Nam Á bao gồm nhóm ngôn ngữ Việt Mường, nhóm ngôn ngữ Môn Khmer và một số nhóm khác. Các ngữ hệ tại Việt Nam. Tại Việt Nam có 4 ngữ hệ chính, đó là Nam Á, Thái, Nam Đảo và Hán Tạng. Ngữ hệ Nam Á lại được chia thành 4 nhóm. Nhóm Việt Mường gồm 4 ngôn ngữ chính, Việt Mường Thổ Chức. Nhóm Môn Khmer ghi nhận có 21 ngôn ngữ chính, nhóm Hồng Mông Giao và nhóm Hỗn Hợp. Tiếp theo là một khái niệm về ngôn ngữ Nam Á và ngữ hệ Môn Khmer. Họ ngôn ngữ Nam Á là một ngữ hệ lớn bao trùm địa bàn rộng khắp vùng Đông Nam châu Á. Tại gia đình ngôn ngữ to lớn này, sách cũ thường gọi là Bách Việt, là một nhánh của Tạng Miến, nhánh Nam Á, nhánh Nam Đảo từ những thời xa xăm. Họ ngôn ngữ Nam Á hình thành từ ba nhánh lớn phân tán ra khắp vùng Đông Nam Á, châu Đại Dương. Đây là vả hệ ngôn ngữ Nam Á. Chúng ta có thể thấy Môn Khmer là một trong những tiểu nhánh của họ Nam Á. Còn đây thể hiện hệ ngôn ngữ Nam Á có nguồn gốc từ vùng trung lưu của lưu vực sông Dương Tử. Các cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer cư trú rộng khắp Đông Nam Á, nhất là ở vùng lục địa, bao gồm cả Đông Bắc Ấn Độ, Nam Trung Quốc. Tổ tiên các tộc người này sống trong khu vực này từ rất sớm. Tại Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có 21 dân tộc với gần 2,6 triệu người, phân bố trải dài khắp vùng Tây Bắc qua Trường Sơn, Tây Nguyên vào Nam Bộ, phần lớn các tộc người. Nhóm Môn Khmer là cư dân bản địa, nhưng cũng có một số đã di trú do những biến động lịch sử ở phía Tây Đông Dương. Dưới đây là hình ảnh của nhóm ngôn ngữ Môn Khmer miền Bắc ở Việt Nam, bao gồm người Mãn, người Ơ Đu, người Kháng, người Khơ Mú, người Sinh Muôn. Còn ở phía Nam,
có các tộc người Rơ Mâm, Râu, Ru Vân Kiều, Khmer, Cơ Tu, Dé Tri, người Pana, Tà Ôi, Mạ, người Co, người Chơ Ro, người Sơ Đăng, người Cơ Ho, người Rê, người Mờ Nông và người Tiên. Một số luận điểm về nguồn gốc của tiếng Việt như sau. Thứ nhất, tiếng Việt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt Mường, là một trong hai nhánh của chi ngôn ngữ Việt Chức, nằm trong khối Việt Cơ Tu, thuộc khu vực đông của ngành Môn Khmer, họ ngôn ngữ Nam Á. Từ sơ đồ ta có thể thấy Môn Khmer là một nhánh của ngữ hệ Nam Á, trong đó chia thành chi Việt Chức, có quan hệ nguồn gốc với nhau. Nhóm Việt Chức lại phân hóa thành nhóm Chức Vọng và nhóm Việt Mường. Về sau, trong quá trình phát triển, nhóm Việt Mường giao thoa với một số nhóm ngôn ngữ khác, tạo thành nhóm Việt Mường chung từ nhóm Tiền Việt Mường và nhóm Việt Mường cổ. Sau đó, nhóm Việt Mường tiếp tục phân hóa thành nhóm Mường và nhóm Việt. Một sơ đồ khác cho thấy nhóm Việt Mường phân hóa thành nhóm Việt Mường chung, sau đó tiếp tục phân hóa thành nhóm Việt và nhóm Mường. Còn đây là sơ đồ tổng thể họ ngôn ngữ Nam Á. Sau đó sẽ phân tiết thành nhóm phía đông của ngành Môn Khmer, tiếp tục đi đến khối Việt Cơ Tu, tiểu chi Việt Chức và nhóm Việt Mường, nhóm Vọng Chức. Trong nhóm Việt Mường thì có nhóm Việt, nhóm Mường và nhóm khác. Nhóm Vọng Chức thì gồm một số nhóm nhỏ khác. Tiếp đến làm cùng mình điểm qua những cuộc di dân của tộc Bách Việt đóng vai trò trong việc hình thành nên tiếng Việt của chúng ta ngày nay. Ngược về thời tiền sử, khoảng hơn 10.000 năm trước Tây lịch, đại gia đình họ ngôn ngữ Bách Việt đã phân tán từ cao nguyên Tây Tạng theo hướng các dòng sông lớn như sông Dương Tử, sông Cửu Long, sông Mê Nam mà đi về phía đông và phía nam dãy lục địa Đông Nam châu Á. Nhánh Nam Á di chuyển xuống bán đảo Đông Dương, Miến Điện và một vài vùng nhỏ ở vùng đông và trung Ấn Độ. Những đợt di dân khác nhau của đại gia đình Bách Việt đã góp phần nên hình thành nên cộng đồng dân tộc và ngôn ngữ Việt Nam thời cổ đại. Khi đợt di dân đầu tiên thuộc nhánh Nam Á tới địa bàn Đông Dương, đây là đợt di dân thứ nhất của nhánh Nam Á trên lãnh thổ Việt Nam cổ đại. Nhóm di dân này nói thứ ngôn ngữ Môn Khmer cổ, mà những nét chung của nó là những nét chung của cả nhóm ngôn ngữ Nam Á và những nhóm Môn Khmer. Khoảng 3-4.000 năm trước Tây lịch, đợt di dân thứ nhì xuất hiện, đi theo đường biển mà đổ bộ lên vùng duyên hải suốt từ địa bàn Bắc Việt Nam đến vùng bán đảo Malacca. Riêng tại địa bàn Đông Dương, nhóm người đến sau đã dồn lớp nhóm người đến trước vào sâu trong lục địa để trở thành những sắc tộc Ru, Catu, Pana, Sơ Đăng, Mờ Nông. Lớp người đến sau này đã hình thành ba quốc gia Văn Lang, Chiêm Thành và Phù Nam. Nhánh Nam Á đã tạo nên một nền văn minh cao với kỹ thuật canh nông lúa nước và kỹ thuật đúc đồng tinh vi. Và cuối cùng là nhóm dân sau cùng đã tới địa bàn Đông Dương khoảng 2.000 năm trước Tây lịch. Nhóm này định cư trên các vùng thượng du Bắc Việt Nam. Nhóm này nói thứ tiếng Tày Thái Cổ. Khi xảy ra cuộc giao tiếp ngôn ngữ giữa nhóm này và nhóm Nam Á trong thời lập nước Âu Lạc, nhóm Môn Khmer đã giao tiếp với nhóm ngôn ngữ Thái mà hình thành nên một nhóm ngôn ngữ mới, đó là Việt Chức. Đây là biểu đồ các tiếng di cư chính giữa Hoa Nam và Đông Nam Á thời cổ đại và bản đồ về vị trí các vùng Bách Việt cổ. Cuối cùng là một số bằng chứng về dấu vết của những đợt giao tiếp ngôn ngữ để lại trong cấu trúc tiếng Việt ngày nay, cho thấy mối liên quan của nó và ngôn ngữ Môn Khmer. Tương ứng về âm vị giữa tiếng Việt và tiếng Môn Khmer được ghi nhận cơ bản qua bản sao. Đó là các liên quan về nhóm phụ âm, tiền âm tiết, các âm tắc cuối âm tiết và các âm sát cuối âm tiết. Khi so sánh ngôn ngữ Môn Khmer với ngôn ngữ Hán, Tây Can và vùng đảo Thái Bình Dương về mức độ liên quan với tiếng Việt thì cũng cho thấy ngôn ngữ Môn Khmer có liên quan nhiều nhất với tiếng Việt. Tuy nhiên, cũng không thể nào khẳng định chắc chắn về nguồn gốc của nó. Nhưng các bằng chứng đều cho thấy và ủng hộ rằng nhóm ngôn ngữ Môn Khmer có nguồn gốc gần hơn với tiếng Việt so với
nhóm Hán, nhóm Tai Khan và vùng đảo Thái Bình Dương. Tóm lại, tiếng Việt là một chi nhánh của ngôn ngữ nhóm Đông Môn Khmer và ngôn ngữ Nam Á. Tại gia đình ngôn ngữ này đã di dân nhiều đợt đến địa bàn Việt cổ. Và tiếng Việt đã hình thành từ nguồn gốc Nam Á, sự giao thoa sinh nhật giao tiếp ngôn ngữ lớn trong suốt mấy ngàn năm trước Tây lịch. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.